Xin chào, tôi tên là Vũ Hồng Quang, năm nay 22 tuổi. Trước khi đến với Vũ Trí Academy, tôi đã từng học qua một khóa tóc nữ, nhưng cảm thấy không phù hợp với môi trường này vì sự lúng túng và các sai kỹ thuật. Sau khoảng thời gian tôi làm các công việc như shipper, bảo vệ, phục vụ, nhưng vẫn đam mê với cây kéo, nên tôi quyết định tìm hiểu đến Vũ Trí Academy và học tại đây. Với mong muốn làm việc tại hệ thống Vũ Trí, tôi đã và đang thể hiện bản thân và cống hiến cho sư phụ Vũ và sư phụ Trí. Nhận thấy môi trường thân thiện tại Vũ Trí Academy vì anh em đã giúp đỡ tôi tiến bộ và hoàn thiện hơn từng ngày vì đã học sai kiến thức về tóc nữ. Sư phụ Vũ và sư phụ Trí đã cùng nhau mở ra một tiệm tóc không đồng, không thu lợi nhuận, với mong muốn các bạn học viên rèn luyện đạo đức, nghề nghiệp và bản thân, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn với chi phí là một lời cảm ơn đã khiến tôi vui lòng ở chi nhánh phi lợi nhuận này của Vũ Trí. Mình mới cảm nhận được sự lựa chọn vào nghề barber là một sự lựa chọn đúng đắn ở các điểm đào tạo barber khác. Để được thực hiện, đa số các bạn học viên phải ra công viên hoặc một điểm tập kết nào đó. Lúc đăng ký học ở Vũ Trí, mình cũng có chung băn khoăn đó. Mình hơi lo sợ cho bản thân sẽ không có nhiều cơ hội để thực hành nâng cao tay nghề. Nhưng khi Vũ Trí mở điểm cắt tóc này, anh em trong lớp rất phấn khởi. Sau khi nhận được những kiến thức từ các thầy, mình đã trở nên cứng cáp và tiến bộ hơn từng ngày. Nhưng ngày 20 tháng 11 cũng là dịp đặc biệt để tôi bày tỏ sự biết ơn đến các thầy, các sư phụ đã chỉ bảo cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Nhưng buồn vui lẫn lộn bởi vì sắp chia tay các anh em, các thầy, vì mỗi người sẽ có một định hướng riêng trước khi về ngôi nhà chung của Vũ Trí Barbershop. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ cùng các anh em Vũ Trí không đồng hỗ trợ cho các anh em học viên mới cũng như hoàn thiện rèn luyện bản thân của mình. Trong tương lai, khi đã sẵn sàng phục vụ quý khách hàng, cũng như tinh thần muốn phục vụ cống hiến đến sự phát triển của hệ thống, Quang sẽ khoác lên mình bộ đồng phục của Vũ Trí Barbershop ở bất kỳ chi nhánh nào. Khi trải nghiệm ở không đồng được một thời gian, tôi bất ngờ và mừng rỡ khi được đọc tên, đưa về hệ thống và chính thức trở thành một barber. Không gì có thể tả nổi vui mừng khi học xong lại được đi làm ngay. Cảm ơn Vũ Trí đã cho chúng tôi cơ hội được cống hiến với đam mê của chính mình. Vậy là sắp Vũ Trí, đỉnh cao nhất Sài Gòn.